Mua Omega được tặng ngay 800k các chị em ơi. Omega sale sốc 38% cho 45 khách hàng đầu tiên inbox cho bên em. Đặc biệt là lì xì ngay cho chị em mình 800k khi mà đặt mua Marine Omega 3. Nhận 500k khi mua combo 2 hộp. Nhận 200k khi mà mua 1 hộp. Và mình hoàn toàn được free ship toàn quốc nha các chị. Đây thực sự là một ưu đãi quá là hời luôn phải không ạ? Vừa tiết kiệm được một khoản kha khá lại còn vừa sở hữu một sản phẩm chất lượng chính hãng công ty, thì tại sao mình lại không nhanh tay bỏ ngay em này vào giỏ hàng của mình nhá? Cải thiện sức khỏe toàn diện từng ngày bằng cách bổ sung thêm từ 1 đến 2 viên omega 3 như thế này giúp em mỗi ngày nhé. Thứ nhất, đó chính là viên omega này nó sẽ hỗ trợ cho tim mạch của chúng ta khỏe mạnh hơn. Thứ hai, đó chính là axit béo omega 3 chứa DHA hỗ trợ não bộ tăng cường trí nhớ, từ đó thì giúp mình minh mẫn, nhớ lâu hơn. Thứ ba là hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, cải thiện lưu thông máu cho toàn cơ thể. Tiếp theo đó là khi mà các chị bổ sung omega 3 thì các chị sẽ thấy là cái sức đề kháng của mình nó sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và thứ năm đó là omega 3 còn giúp hỗ trợ xương khớp của mình chắc khỏe hơn. Đặc biệt là những chị em nào mà cảm thấy là hay đau mỏi xương khớp thì cái việc bổ sung omega 3 các chị sẽ thấy được cái sự gọi là thay đổi, cải thiện hoàn toàn cho cái xương khớp của mình mỗi ngày luôn. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ làm đẹp da, tăng cái độ đàn hồi cho làn da. Đây là một cái lợi ích mà nhiều chị em vẫn rất là thích phải không ạ? Và thứ bảy, nó sẽ hỗ trợ cải thiện sức khỏe mắt, giúp mắt sáng hơn. Thứ tám đó là omega 3 còn hỗ trợ cải thiện tinh thần, giảm mệt mỏi, stress sau những cái giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Và thứ 9 đó chính là bổ sung omega 3 còn có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết tố phụ nữ của mình nữa. Và thứ 10 đó là omega 3 hỗ trợ chống lão hóa nhờ chất chống oxy hóa astaxanthin có trong con nhuyễn thể krill các chị em nhé. Bên cạnh đó thì nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh là omega 3 có lợi ích cho gan này, chị em phụ nữ mang thai, hỗ trợ giảm viêm nữa đấy ạ. Và chỉ với 11.000 mỗi ngày thôi, chị em mình đã có thể cải thiện sức khỏe của bản thân mình và gia đình rồi. Và khi mà các chị mua tại đại lý Nu88 thì các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận này, đúng thì mới thanh toán giúp em. Và hàng bên em là chuẩn chính hãng nên là các chị hoàn toàn yên tâm, không lo hàng giả hàng nhái. Bên em còn hỗ trợ bồi thường gấp 10 lần nếu như là các chị phát hiện ra hàng giả hàng nhái nữa. Đây thực sự chính là một ưu đãi quá là hời, cam kết giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và không những thế thì các chị còn được nhận thêm 7 cam kết vàng từ Nu88 nữa. Đầu tiên đó chính là Marine Omega 3 bên em bán ra 100% chính hãng Nu Skin, có thể check trên phần mềm. Thứ hai đó chính là không chứa hàm lượng độc tố. Thứ ba đó chính là không chứa chất gây ô nhiễm. Thứ tư đó chính là không chứa kim loại nặng có hại cho các chị em mình. Và thứ năm đó là 100% sản phẩm có nhãn phụ theo quy định của Bộ Công an. Ngoài ra thì nó cũng đã được chứng nhận an toàn chất lượng từ Bộ Y tế và Cục An toàn Thực phẩm. Và cuối cùng đó chính là bên em bảo hành chính hãng 12 tháng. Nếu như là các chị phát hiện hàng không chính hãng thì như vừa nãy em nói rồi đấy, Nu88 cam kết là sẽ bồi thường gấp 10 lần cho các chị luôn. Và chương trình khuyến mãi này thì chỉ áp dụng cho 45 suất đầu tiên thôi. Hết chương trình thì bên em sẽ quay trở lại với giá gốc. Nên là các chị em mình ơi, hãy nhanh tay inbox cho fanpage ngay để nhận full thông tin chi tiết chương trình từ bên em. Hoặc là các chị có thể bấm nút gửi tin nhắn ở phía dưới để được bên em hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo.